càng khấn. Rồi chạm tốt. Chào xong. Chào các bạn. Có hàng, có hàng. Có hàng không? Đây rồi. Có hàng nó dầu ạ. Đừng dây điện đó nha. Thở dư anh Tú. Bữa nay đeo đang không mới ghê trời. Cốc mày hết bưởi. Không muốn cốc các bạn ơi. Đây anh Tú. Hàng bự không? Quá. Hôm nay bắt con nào chưa anh Túc? Vâng rồi. Đớp sắp sọp rồi trời. Để cái này nha. Đi xong, cái dòng dơm xong ơi. Anh Tu. Ô. Cái gì dưới cái mấy nước à, mấy nước à? Chưa. Chưa. Vô cục bỏ tiêu rồi. Cái đống dơm luôn. Chưa. Còn chúng này á. Hang còn không? Chó làm quá không dám chụp. Dạ. Thôi lại làm hang kia tiếp đi, chụp bành kia trời. Để tốt nữa. Dạ. Ồ chứ mấy đống dơ một quá. Đào trong hang khoảng chạy ra hay gì á? Dạ. Trời ơi trời ơi. Có mấy con chó không dám chụp. Cái hang này hang hở hay là hang ấy? Hở. Hết luôn hả? Ừ. Đi vào đi.
làm gì vậy trời? Không khó không gì hết trơn. Rồi đi tiếp đằng kia các bạn ơi. Ô đây. Làm cho, ô đây. Ô. Bà chơi này cho dựng có à lú. Em sao lưng ạ? Ô đây. Nó dình không à. Là bữa kìa. Ngoài hả? Ừ, còn đó nó còn nằm đó. Đây nè. Chạy. Vô cho bạn anh đúng, xuống. Rồi, rồi, dính nè. Dính nè, la nó. Dính chưa? Chết không? Chết rồi. Hay quá. Mặc quỷ hay vậy? Ừ. Hay vậy ta. Bự không đâu? Bự. Bự. Ôi ơi, nó mập. Trời ơi. Đây các bạn. Hết hồn được gái nó mập chứ. Vô. Đó. Mới đi chút xíu nha các bạn. Con quỷ làm gì nữa đó? Dạ anh. Dạ nè. Hơi chuột mới đẹp. Bỏ thu chỉ ra đây xong rồi. Tối hù luôn rồi các bạn ơi. Mấy anh em công chuyện nhiều quá. Bắt chuột phải sớm giờ về. Cái này phải không làm được. Hôm nay mấy anh em làm lương xương gà ly. Cái này anh Tú làm hơi nấu nha các bạn. Không biết qua là xong về kịp không nữa. Mày bay xong nói đi đâu anh Tú? Gì đi công chuyện bên vợ nó về lưu quên á. Hôm qua giờ hút sâu không à, sắp ngâm nước bỏ muối vô các bạn. Hôm qua mình mới mua mới được ở nhà không có chồng. Có chồng lắm. Bữa nay mình sẽ làm cái món chuột xào khổ qua nha các bạn. Nhiều được rồi đúng không? Bữa nay các bạn chuột mình chặt mớ. À, mình sao bữa nay không biết ba la xong về kịp không, có lúa với anh Tú à, rồi chừa ba con đi. Rồi, sáng mai mấy anh em làm món gì ăn cái bắt đầu mình làm công chuyện. Ba con thì để lại anh Tú. Nhấm lửa các bạn ơi, có hù rồi, có bụng nữa. Bữa nào mình cũng ăn cơm dễ với anh Tú. Chứ cầm bị lao một tử nha. Mưa bữa nay tạt cái lò này ướt như vậy đúng không? Ừ. Nó chướng mà. Mùi vô chướng tới rồi các bạn ơi. Mùi vô bắp. Vô bắp gọi là vô chướng. Mùa này là nước nó bình nước nè anh Túc. Bình nước là cái linh ra. Anh chín rồi phải không? Ừ. Anh chín là phân đồng rồi.
phân đồng có nghĩa là nước nó không lên nữa đó. Rồi, lửa là xong. Này coi không có vào xong làm mình mệt quá. Tối khử. Muốn ăn thì lăn vô bếp thôi các bạn ơi. Bữa nào mình ăn tối hù nó mệt nha. Vậy mà vui các bạn ơi. Tới rồi mấy anh em hú hí nhau làm lương xương. Làm gì lâu lâu cũng đâu có nhậu. Bữa giao lưu với anh mình thành phố. Tới bữa nay 2-3 bữa rồi. Cạn bình rồi hả? Một chai nữa. Bếp lửa huyền thoại của nhóm nè các bạn. Xong về không kịp rồi. Củi ướt hết vậy. Đây. Ba con sáng mình làm món gì vậy anh Tú? Muối chiên. Chiên ha. Chiên gì đó. Muối chiên ăn cơm mà mình đi làm. Ha. Trời ăn sáng. Đỡ ra được 30 ngàn. Mình về nhân thơm thanh ấy chục luôn. Vô. Mình vớt ở ngoài nữa rồi. Ừ, quên đó. Ba anh em mà thiếu một hành vi là nó rối liền các bạn. Bình thường có ba xong ở đây là ba xong làm mấy chuyện đó hết trơn rồi. Chiều về với cắt cỏ xong. Anh Tú cắt cỏ xong rồi. Mưa quá trời mưa luôn. Mưa chiều cũng lớn rồi mới trễ như vậy nè. Rồi qua xong nó đi công chuyện bên vợ rồi không có qua được. Xong kêu làm mấy anh em làm ăn cơm đi rồi nếu mà sớm mới về còn nó trễ thì thôi. Nói chung người nấu ăn thì nhóm lúa ở quê sao rồi nhóm lúa làm như vậy nhằm khi không có được nhìn không có đẹp mắt á. Những món ăn đơn giản của quê hương lúa các bạn. Chủ yếu ăn là no bụng rồi các bạn ơi. Vậy mà nó ngon đó. Lúa anh Tú ba la xong lớn lên thì từ nhỏ lớn thì cũng ăn những món này, ăn nó đơn giản như vậy. Thời gian trước lúa đi học ở xa rồi về anh Tú nấu mấy món này ăn ngon lắm nhưng bây giờ vẫn ngon bình thường.
hành, hành tôi nè, hành mình sắc dài hết đúng không ha, dài dài đi ăn cho nó dính luôn. Mới mốt mình làm cái vườn anh Tú ơi, hành đó các bạn, lúc trước trồng nhiều lắm mà bây giờ hết trơn rồi, à, hết trơn luôn rồi, hành mà không kịp. Mình kiếm cái xuồng á, à, cái xuồng cũ đó, người ta bỏ mình xin về. Ừ. À, thật cục cái xăng rồi, nào mấy anh em sẽ làm một cái vườn rau, đồ nấu canh chua nè. Hành xả cái mấy xuồng trồng nhiều lắm đó, xả thì mình trồng ở dưới đi, cái trồng mà trồng khu anh Túc. Xả mình trồng dưới, hành trồng rau thơm nè, quyết định vậy ha. Tối rồi màn hình cũng hơi mờ, các bạn thông cảm nha. Mình xào cho nó khô chút xíu anh Túc, chuột phải cho chín mới được. Đây. Thấy rõ chưa? Nói chung là chuột làm cũng nhiều món lắm, mà cũng đơn giản thôi, không khó khăn gì hết. Những món quê hương của lúa là vậy đó các bạn. Chuột nói gì làm món là cãi, không xài không kể luôn trời. Chẳng hạn như nấu cháo nè, chiên nè, giờ nướng nè, khè nè, rồi cơm nè, cơm nè, luộc cơm mẻ nè, cơm mẻ, xào lá cách, xào dâu dâm gì, xào kẹo gì đầy đủ, dân xào hành luôn, khè, dừa. Sao cái món khè nó vừa được phẩm mà làm ngon anh Túc, nhớ tới giờ luôn trời. Ăn cả cơm luôn hả? Hả? Ăn hết rồi cơm luôn hả? Bảy đồ cơm luôn mà. Xài cho nó khô nước chút xíu, mình để trên chín cục cho mình để khổ qua vô nha các bạn. Cho cầu lên Túc ơi, cho nó khô khô chút xíu lên Túc. Thì cục nó sang lại đó. Thơm mỡ nha. Đông lắm rồi anh em cũng không đi săn. Về bữa nó đồng mình cắt lúa nha các bạn. 23, 24 ngoài Bắc là đã luôn á. Có các bạn có nào ai dẫn gì chơi nghe. À, nghe mình đó các bạn. 23, 24 mình đó. Bữa nay âm lịch á, bữa nay 18 hả? Phải không? 18, 19 gì rồi, còn 3-4 ngày nữa thôi. Mặc sức chuột nha, mà ngộ nha, lần nào mình đồng mình cắt lúa cũng mưa nha. Thì sao mà chọn cái trắng cái ngày mưa cắt lúa thôi. Mưa mà cắt lúa các bạn, là các bạn biết là nó mất lúa nhiều lắm. Tại vì nó nhà cho máy liên hợp á, nó đánh ra lúa nhiều lắm, nhà bà con mất lúa. Nắng khô thì cái hạt gạo nó đẹp nữa, không mưa hạt gạo nó không được đẹp mà nó mất lúa mình nữa. Như đây dân tỉnh đâu quên tôi, thằng làm sĩ được rồi, làm gì nhiều gì ngủ mới mà ngủ gì nữa. Sĩ không tỉnh hả? Sĩ cũng tỉnh, bà cũng tỉnh. Thường thường ở dưới quê là vậy đó, có đi làm thì cầm cuốc về coi. Ê, chiều nay mấy mình làm bay sĩ coi. Bây giờ sao? Bây giờ cầm lưỡi hái hả? Cầm lưỡi hái, cắt cỏ. Vậy cái chiều có mọi màn nhau, anh em mình làm bay sĩ coi. Dứt dứt à. Bạn xào á, bạn để đường một ngọt vô trước trong con chuột á, nó mới thấm thấm vô chuột đúng không? Nói chung bất cứ cái gì cũng vậy,
Hôm qua có người thích ăn hơi vừa chín tới, có người vừa thích chín. Tự nhiên lúa thì lúa thích chín. Vậy là hoàn thành công đoạn rồi đó các bạn. Nào chín xong cái nữa cái mình bỏ hành vô là mình lên mâm. Muốn ăn chín hay là vừa chín tới? Chín thì em đúng không? Chín đại hầm chắc đây. Có qua chín quá, sống quá không ăn được. Mỗi người mỗi cái ý thích. Mọi người thì ta ăn hôm qua vừa chín tới. Món ăn thì đa dạng mà. Mình thích sao mình làm vậy các bạn ơi. Vậy là dọn mâm đó anh Túc. Thôi em vô dọn chén nha. Rồi mấy anh em bỏ hành vô nha các bạn. Ok. Vậy là xong một món đó các bạn. Tiêu vô. Hai anh em thử hết này chứ. Cầm. Xong rồi. Về xong rồi. Cái bữa nay chắc có lái xe quá. Cho nó tiêu vô nữa. Đó, ok. Thơm luôn. Nó thơm. Rồi. Rồi, lên mâm các bạn ơi. Nhiều rồi, cũng là đủ một ngày rồi đó. Mình đi ra trời thôi. Lâu lắm rồi không ra trời ngủ anh Tú. Vô các bạn ơi. Món này thật là hấp dẫn. Thấy cái màu nó im quá. Rồi, con chén lên anh Tú ơi. Bữa nay lúa với anh Tú ăn cái món chuột xào khổ qua nha các bạn. Lâu lắm rồi mấy anh em đi săn. Rồi chiều mấy anh em đi chung, giờ ba la xong bận công chuyện ở bên vợ rồi. Bữa nay có mấy ông anh ở đâu ở Sài Gòn về á. Rồi ba la xong qua bển. Này còn Tú với ba la xong dưới lúa ở đây thôi. Vô anh Tú ơi. Vô. Được các bạn ơi. Thôi em mời tất cả các anh luôn nha. Em mời đại ca, nhị ca, tam ca luôn nha. Anh Phước. Anh Mẫn. Vô nha. Chú Năm. Anh Bảy. Anh Hùng, anh Ba Hùng, anh Tú, anh Kỳ, anh Sửa đó, anh Sửa ơi, lâu lắm rồi, ăn chuột nhớ anh luôn á, rảnh rỗi gì đây anh chơi với tụi em nha. Anh Thảo nè, rồi anh Kỳ, anh Quân, anh Hùng, rồi Hùng, nói chung là nhiều người lắm, anh em không có nhớ hết nổi, chắc có mấy người nào mà mình không kêu về nhậu chơi cũng đừng buồn nha. Nói chung em mời hết tất cả mọi người trên kênh đi. Dạ, lúc mời ạ. Em mời anh Mẵng Ly, anh Mẵng ơi. Đủ nhà nó mạnh hơn. Vô anh hả? Vô anh Mẵng ơi, vô miếng chuột anh Mẵng ơi. Quá ngon. Mình mời anh Tâm nữa trời. Tâm ca đó. Tâm ca đang câu cá. Vô Khải ơi.
Vô luôn Phú ơi. Bữa hổm hai anh em xuống anh Phú á, vui thiệt. Công nhận gia đình của anh Phú tiếp đãi lúa với Ba La Sông. Ủa, lúa với anh Tú. Nhắc Ba La Sông hoài. Lúa anh Tú rất là ok các bạn. Nhất là ông ngoại nói chuyện rất là hay. Vô. Em mời anh Tươi, anh Ly, anh Tươi ơi, anh Bảy ơi. Bữa nay có hai anh em rồi các bạn. Bữa nay hai có hai mình cứ mời đi có, nhưng mình nhớ nhiều mà hết trơn nhiều đi. Để nhậu cho vui. Vô, vô anh Toàn ơi, vô anh Khánh ơi. Vô tính em ơi. Anh gì không lên lên Sài Gòn gặp ảnh rồi ta. Anh mất tiêu luôn không có nữa. Không. Anh nói vài bữa nó về chơi nhớ nè. Tức quá anh. Em quên anh rồi, em quên tên rồi nè. Thôi, em mời anh luôn đi. Nhắc em nói gì là anh biết, không em lên Sài Gòn gặp anh. Anh nói gì chơi nhớ mà không rồi. Ờ vô anh Quốc ơi. Vô anh Năm ơi. Không. Bữa nay có hai anh em cũng hơi hơi buồn, không khí không được không được có gì kêu mà nói chung là không được vắng Ba La Sông cũng không được vui gì mấy. Nhưng mà không sao, tại vì Ba La Sông bộ chuyện nhà các bạn. Nhớ đúng rồi. Mới uống rồi, tao uống rồi, tao lại xuống gió khác á. Phải không? Ừ. Có thằng Giang không trời? Giang đâu Giang, anh em tao thấy chơi Giang. Làm cho gió lượt nha. Nay mình uống hết này nghỉ. Cân. Còn phải làm thêm chai nữa. Cân. Không biết hết là nổi không nữa. Vô luôn rồi. Ăn miếng hồi cha. Không mà làm này ăn được không luôn. Ừ. Làm này ăn cơm ngon lắm mấy chàng. Ừ, xong nó nhắc cái món này hoài rồi. Mà mình không có không làm á. Còn nữa còn nhiều món chuột nữa. Chuột xào kiệu ăn ngon nữa. Con này mát lắm á. Ừ, đúng rồi. Chiều xuống rồi mấy anh em làm xong câu chuyện rồi làm luôn xương các bạn. Lỡ giúp mình. Cái này ớt bệnh quá trời rồi. Lúa cũng phải đi vô đồng xịt thuốc. Bò bọng thì cái này hết cỏ nên đi kiếm cắt cắt bờ đê các bạn. Mình hết bắp rồi, bắp mà còn ít cái này lo đi kiếm cỏ cắt không à, chứ bằng mấy thằng này còn cỡ này còn đỡ đỡ nè, vài bữa nó cắt lúa rồi rồi nó xả nước vô rồi chứ cỡ nó mới mệt nữa. Bình thường mình có cái bắp á, mình cắt khoảng trong vòng có nửa tiếng hồ xong. Nếu mà không có cái bắp á là cắt đi kiếm cắt cũng mấy tiếng hộ các bạn. Vô tốt. Vô. Em mời anh Bình với ngang. Anh Bình với chị á. Mời anh Thảo. Anh Bình cá ly thi á. Anh Bình kia nữa. Em mà nói chung là bữa nay em mời hết luôn á. Bữa nay không khí không có được sôi động các bạn. Các bạn thông cảm nha. Tại vì nhóm nhớ ai thì mời người đó. Không phải nhớ mà là bây giờ không biết sao nữa. Nhiều khi anh em cũng không có liên lạc gì lâu quá nó cũng có sơ xúc. Tại vì tối ngày đầu tắt mặt tối chứ đâu có được ở không mảnh mang như người ta đâu các bạn ơi. Vô Tứ ơi. Nói hậu nhớ từ từ. Ừ. Nhớ từ từ. Nhớ từ từ. Nhớ người nào anh em kêu người nấy nha. Nên suy nghĩ à. Ngoài anh sữa, đi chung anh sữa là Hợp nữa, trời ơi, mời Hợp nữa. Ờ vô anh Hợp ơi. Ủa đi chung anh sữa là anh không có nhớ tên. Từ từ. Anh sữa, đi chung anh sữa. Anh nói vô tính lắm rồi. Biết rồi mà không nhớ. Vũ. Ờ đúng rồi, vô anh Vũ ơi. Vô anh Vũ. Mấy anh không gọi điện cho tụi em gì trơn á. Buồn mấy anh lắm rồi đó, nhà lâu lắm rồi đó. Bữa nào ra Bình Dương kiếm mấy anh luôn. Thôi còn nữa. Bye.
Tài ơi, vô nha. Để Tùng nữa, vô chung, Tùng ơi. Nói chung để nhớ từ từ lấy gai mài hết trơn luôn. Tài đầu bếp nha, Tùng cầu thủ. Vũ nữa, Vũ Long Xuyên nữa. Toàn nữa. Trời ơi trời, vô Toàn ơi. Ngồi nhớ từ từ. Vô Toàn ơi, vô em. Toàn. Bảo nữa, Bảo ơi, vô Bảo ơi. Toàn ai lớp kem. Anh Toàn quan tâm nữa anh chị. Toàn quan tâm nữa. Rồi anh Khánh nữa. Rồi anh Sang không ta? Anh Sang không? Anh Sang đi chung với anh Toàn với Tâm. Nhiều lắm. Vô luôn nha anh. Ngồi nghiệm. Uống cái đi giờ nghiệm hồi mời tiếp. Bữa nay mưa quá trời các bạn ơi. Qua nay mưa quá mưa. Anh em công chuyện lăn đăng lên đây mà quá trời mưa làm công chuyện không xảy nổi. Rồi cảm ơn mọi người rất là... Mời chị đâu đi luôn. Chị Hương rồi đó. Cô hả? Cô chị? Cô Hương hả? À cô Hương. À, con mời chú Năm. Con mời cô Hương. Con mời chị Chi luôn nha. Chị Chi bà xã của đại ca. Em mời chị Hằng. Em mời cô Thanh ạ. À. Con mời cô Thanh ạ. À. Cô Thanh có hai cô Thanh ạ. À. Dạ, mời ạ. Em mời chú Năm luôn nha. Em mời chú Năm. Anh cho mình ổng kêu mình vô ảnh mà. Chú hả? Chú lớn tuổi mà. À vậy con mời chú Năm nha. Còn một anh ở Bình Chánh đưa mình đi. Không nhớ ra anh trời. Anh tên gì không nhớ nữa. Có lưu trong số điện thoại kìa mà. Mời Diệp Quốc Cầm luôn nha. Mai nhờ mời Michael Nguyễn. À, đây là những fan ruột của kênh Hai Lúa. Nói chung là nhóm rất là biết ơn Diệp Vũ Cầm. Diệp Vũ Cầm lúc nào cũng theo sát nhóm. Ngon, cái này trộn qua ngon. Để mình lấy gì đó. Có hai thằng ngồi nhậu cũng hơi buồn buồn. Nhờ có mấy anh ở trên kênh, anh em ngồi đây tâm sự với mấy anh cũng đỡ buồn. Vẫn mà xong làm như thiếu thiếu cái gì á. Thiếu chú xì. Ừ. Chú xì. Ừ. Vậy quá. Bình thường qua xong qua đây á là dấu vụ. Thiếu chú xì. Nó nói cho em cũng làm được nhiều món để ăn lắm nghe. Em thật sự không phải là bếp chứ em là làm nhiều món lắm á. Vô anh tôi. Vô. Ly này mời ai? Mời các bạn. Mời các bạn lên trên kênh đi. Em mời tất cả những người ở trên kênh ủng hộ nhóm Hai Lúa. Uống dưới nhóm một ly. Vô. Bệnh hôm qua là nước mũi nó cứ chảy hoài. Làm này vô có hết bệnh. Làm này có hết bệnh à. Ngon quá. Các bạn thông cảm nha. Tại vì bữa nay có hai anh em à. Mời mấy cô mấy chú chung vui cùng cái bữa tiệc nhỏ nhỏ hôm nay à. Nói chung là bữa tiệc quá trời nhỏ luôn á chứ gì nhỏ nhỏ nữa. Chung uống là đỡ nhất mình thôi các bạn ơi. Anh Phước chứ anh giỏi gì bởi anh sao không biết. Mày sao không điện đầy cho em Út hay là quên số điện thoại của em Út hết trơn mấy năm. Anh Long nữa.
Vô anh Giỏi ơi, tụi em nhớ anh lắm á ngang. Anh Phước ơi, vô anh Giỏi. Vô. Vô anh Phước ơi. Còn có tam ca hả? Tam ca nhị ca hả? Còn có tam ca, tam ca tam mà. Rồi còn có tam ca bên đây cũng nói chung là tam ca ngày hai ngày là điện cho tụi em, ngày hai ngày điện tụi em mà. Thật sự ba anh về đây chơi với tụi em á, anh Long, anh Giỏi, anh Phước thì để lại cho anh em rất là nhiều kỷ niệm. Rất là nhiều kỷ niệm, nhất là leo núi, những chuyến đi bắt ong, clip đi Trà Vinh. Cái, đi Trà Vinh, rồi làm từ thiện. Cảm ơn anh Long, cảm ơn anh Phước đã giúp đỡ cho tụi em có được cái giúp đỡ cho em được cái vui sướng ở trong lòng á. Cảm ơn anh Phước với cảm ơn anh Long với anh Phước đã giúp đỡ được. Cảm ơn anh Long với anh Phước đã giúp bà con ở đây. Cảm ơn anh Long nhiều lắm, cảm ơn anh Phước nhiều lắm. Bà con ở đây vô cùng biết ơn anh Long anh Phước ạ. Em ra ăn sáng mà giờ mà hỏi mấy anh nó chừng nào về, mấy anh chừng nào về hoài. Nếu mà công việc rảnh rỗi á, mấy anh về nhớ về ghé thăm tụi em nha. Không riêng gì anh Long, anh Phước, anh Giỏi, tất cả mọi người luôn. Anh Sữa, anh Quốc, anh Năm. Anh Năm lâu quá mất liên lạc luôn rồi. Hình như anh Năm đi làm ở đâu? Anh Thái nữa. Anh Thái lâu quá không điện cho tụi mình. Anh Thái. Nói lâu lắm rồi, lâu lắm rồi anh không điện cho tụi em. Lúc trước hai anh em mình tâm sự thường xuyên. Nói chung á, người nào về chơi với tụi mình á là người đó người ta mới biết hiểu mình. Còn trong một nửa chảo chứ chút xíu mà lo à. Món ăn thì có rất nhiều món ăn, quan trọng là tình cảm anh em đó các bạn. Vui là được, dù ăn cái gì cũng thấy ngon. Nhiều bữa nay ngon nhưng mà thiếu ba là xong không có vui. Ngon thì có ngon thiệt nhưng không, mà nói chung ba là xong bữa nay bằng công chuyện mà lâu lâu phải cho người ta về bên vợ người ta, chơi dữ lắm lâu rồi em cũng chưa về bên vợ em đó. Lâu lắm rồi đó, bữa nào luôn về bên vợ luôn. Lâu lắm rồi mình chưa đi á. Uống lấy gai thôi đó, làm gì làm hoại luôn. Hút rồi chứ. Tại vừa không thấy đâu. Tại ông nghe em nãy em vô lia lịa vô chứ này em đối thừa tôi. Khơi khơi đó. Tao ngủ trời luôn rồi. Hả? Nên hai anh em ngủ đây luôn đây. Được không đó nha. Về. Được không đó. Không được. Nghỉ chút xíu đi, nghỉ mệt đi. Nhưng mà đi nhớ mời nữa. Mà thật sự nhớ mấy ông thiệt chứ. Không biết anh có nhớ tụi em không chứ em nhớ anh dữ lắm rồi nghe anh Giỏi. Mọi coi hết đá rồi. Chung á, anh Giỏi với anh Hước về đã chơi với mình lâu không? Anh Giỏi về chơi tới 2 tháng á, anh Hước về chơi 1 tháng.
Bỏ ra cho tụi em nhiều kỷ niệm lắm, không bao giờ quên. Bỏ bỏ đây nè, bỏ lại cái chòi này nhiều cái kỷ niệm lắm á. Làm gì làm cũng phải về thăm anh em nghe. Với cho em gửi lời thăm cái anh gì ở bên bển, anh điện thường thường điện hoài đó anh giỏi. Em không, em quên tên luôn rồi. Nhóm có gì thiếu sót mấy anh em ở xa thông cảm giùm nha. Tại vì mấy anh gọi điện về nhóm nhầm khi bận công chuyện quá không bắt máy được. Nhưng phần đó mấy anh em ngoài việc đi quay clip rồi xong rồi công việc nhà tùm lum hết trơn á, rồi nhầm khi không có trả lời comment, rồi không có trả lời Facebook Zalo được, mấy bạn thông cảm giùm nhóm nha các bạn. Nhiều khi nhớ lại cái khoảng lúc mà anh em về ngồi đầy cái chòi này trơn vui dễ sợ luôn. Bữa nay có hai thằng ngồi đây cũng hơi buồn buồn. Thế mà là xong rồi chứ. Bữa nay mà nhậu xong cái bắt đầu ngồi nói chuyện tâm sự hút thuốc ha, cà phê. Bữa nay vắng mấy anh rồi. Con sứ vàng không nổi vậy. Không mà mình nghĩ lại cái cuộc đời mình cũng có nhiều cái cuộc sống hạnh phúc quá hen luôn. Nè vô đi. Em thì nói thiệt, em thì không có văn chương chữ nghĩa gì nhiêu chứ. Mà thật sự là em rất quý mến. Mạnh thiệt quá. Uống, tao không thể nào lên đây uống vụ này được 3 ly. Anh em nãy dứt được 1/2 nha các bạn. Còn nhiều này không biết có dứt hỏi không nữa nè. Anh Tú có đồ đông chai nữa. Trong cái nửa vợ da văn mùng luôn quá. Đang mua nước rồi. Quên rồi. Tại vì đang ngủ lúc nào thằng Nghĩa nó cũng không có anh nó không ngủ được. Đi đâu cũng nhớ nó vậy. Như các bạn chiều làm lương xương vậy đó, rồi vô ăn cơm rồi ngủ, rồi sáng mai tiếp tục công việc khác, việc mới. Ở quê mà, ở quê nói chung là chiều cũng buồn. Im lặng 1 phút các bạn sẽ nghe được tiếng nhái, tiếng dế nhóc nhen ảnh hương. 1 phút nha. Các bạn có nghe không? Rồi, chào các bạn. Chúc các bạn có buổi tối ngon giấc nha. Thật nhiều niềm vui. Rồi, chào các bạn nha.